sức giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và FC Đà Nẵng. Hiệp 2 của trận đấu vừa được bắt đầu. Ở hiệp 2 của trận đấu này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong những chiếc áo màu đỏ ở phần sân phía tay trái của các bạn. Pha bóng trước đó là của Bùi Tiến Dũng. Dù ở loạt những pha trận bóng trước đó họ đã có nhiều cố gắng. Công Phượng rất mạnh mẽ, tốc độ, chỉ cú dày không được. Nhưng họ sẽ hít với sải chân dài lợi thế hơn trong tình huống xoay người cản phá. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Công Phượng. Thì ba cầu thủ của bị đánh bại bởi người đang bị mượn về từ Hoàng Gia Lai. Công Phượng nhưng Tuấn Mạnh đã chơi rất cảnh giác. Thanh Hải, Võ Ngọc Toàn, đường chuyền ngang có thể nói là rất lỗi. Phi Sơn, Công Phượng quá chật chội. Đỗ Văn Thuận, Công Phượng. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm của Công Phượng. Cú đá tiếp theo của đội chủ nhà thuộc về Công Phượng. Công Phượng và Tuấn Mạnh. Vẫn có bàn thắng cho Công Phượng. Cú đá chìm của Công Phượng ở một tầm mà Tuấn Mạnh hoàn toàn có thể cản phá được. Nhưng đáng tiếc là cú đổ người của Tuấn Mạnh lại không đủ chặt chẽ để có thể chiến thắng trong tình huống đối mặt với Công Phượng. Tỷ số vẫn là 3-2, nghiêng về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đá cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên của đội Đà Nẵng thuộc về Thanh Hải. Thanh Hải buộc phải thành công. Không vào! Tiến Dũng đã thắng trong tình huống đối mặt với Thanh Hải và khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền đi tiếp bằng tỷ số 3-2 ở những loạt đá luân lưu. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không cần phải thực hiện quả đá cuối cùng của loạt 5 quả đầu tiên. Sự đóng góp rất kịp thời, rất xuất sắc của Bùi Tiến Dũng trong những loạt đá luân lưu. Vẫn chỉ là những tình huống xử lý bằng phản xạ thôi, nhưng rõ ràng là Tiến Dũng đã chơi đủ tốt với hai pha cản phá chính xác, đồng thời đem đến một tình huống đá hỏng của Zelic để giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua SCB Đà Nẵng ở những loạt đá luân lưu 11m trong trận đấu tại vòng 1/8 cúp bóng đá quốc gia Bamboo Airways mùa giải 2020. Các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi trận đấu tại vòng 1/8 cúp quốc gia trên sân Thống Nhất giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ SCB Đà Nẵng. Phần thắng chung cuộc trong trận đấu này đã thuộc về đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bằng những loạt đá luân lưu 11m. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.